Cô Vệ Vlog xin chào cả nhà thân thương nhé. Ngày mới đầu tuần chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và may mắn nha. Sáng nay cô Vệ vô đây thấy cây mai này hổm mình thay chậu nên có làm liếm đó cả nhà. Thay chậu hổm mà mình tiếc bộ lá mình không có làm. Bây giờ vô thấy bộ lá xấu dưới hơn nữa. Mình không có lặt nó, cái rễ nó cung lên mùa yếu, nó đứng ngọn, nó hơi đen đen. Giờ mình lặt xả lá nó bỏ nha cả nhà. Rồi mình lặt rồi á cái này, rồi để mình đi kiếm kẽm và gì dây nhôm mới còn thôi, mình uống thêm cho nó. Giờ coi mấy cái rễ nào nó chằng chịt mình cắt bỏ nha, cắt cho nó thu gọn gọn lại. Lấy dao gọt mấy cái vỏ này, gọt cái vỏ này mình lấy keo nhau thì xẹo mình ra mình tha cho nó nha. Cắt nhanh bỏ. Cây này mình không cần quấn nữa nha, để thời gian sau không quấn, mình quấn cái thân này lên thôi. Mình kiếm dây mình chì nó xuống một chút thì được, cắt thân này bỏ. Mấy nhánh này dày quá, không tốt, mình tỉa bớt nữa nè. Tỉa cho nó bớt. Dày quá. Rồi mình lấy keo mình xẹo, mình sẽ tha cái này. Chứ lấy dao mình cạo cạo mấy cái vỏ này kìa. Gọt mấy cái vỏ cho nó dễ kéo kìa. Vỏ cây này hổng nó bị tột đó nha. Lại da này chét keo cũng được, không chét cũng được.
Đúng, lợi 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 da khác rồi. Có máu rồi. Chắc keo mấy dấu này sơ nó ngay cái nè. Chắc mới vô lớn lớn cũng kéo dài rồi hết rồi sao. Mình uống cái này uống gì nhôm này nó càng lớn bẻ nó càng khỏe, nó phải 8-10 với cái cây 10 cái nhôm chừng 7-8 gì đó ha. À, bẻ rất là nhẹ, cây nó cũng không có trả lại. Đầu tư dây nhôm lớn thì hơi tốn tiền một chút nhưng mà bẻ nó khỏe lắm, sướng lắm. Giờ mình uống cây này, cỏ thân này để đây, thả nó đây đi, để thời gian sau mình hả tính tới nó, tại vì cũng mới thay chậu rồi cũng không hả, nó chưa có bén rễ cả nhà, để cho nó bén rễ đây đi, bẻ tổn thương cây, nói cho nó cũng mất sức.
bẻ chiều này á là nó sẽ tét nắp này liền, bẻ cho nó trở lại chiều này như thế này, quấn quấn ngay nắp này, quấn nữa đi cho nó chắc đi. Biết nó tét thì mình cũng gắng cố gắng mình giữ, mình bẻ cái chiều kia thì nó hạn chế tét hơn, nhưng mà cũng không có chắc ăn đâu nha, quấn gì thêm nó gì đi cho chắc. Giờ mình bẻ chiều này, bẻ qua đây, mình bẻ ra gì nó dễ tét lắm nha, mình bẻ qua đây. Cắt bớt nhắn bỏ khúc này, thưa anh cắt bỏ không, cắt đây cho nó đâm ngang đây cho nó tàn nó dày ra lại nha cả nhà. Để cô chú anh chị để tạm mình đi nước này gì đi, mình kiếm dây mình ghi xuống chút, cột đây mình ghi xuống chút nha. Rồi mình sẽ kỹ nó xuống chút nha cả nhà, cho mấy nhánh này lớn lên rồi mình đi thêm nước nữa là mình sao mình sẽ cho nó cái này cho nó đổ xuống chút nữa mà cho nó đổ ôm về đây nha cả nhà, cho nó bay gì đó rồi để cho nó cây cho nó hồi phục lại cả nhà. Rồi quay vòng cho cả nhà xem nha, cái bộ đế này êm không, sau này mình gỡ cái lớp này ra nó lòi cục đá với lòi bộ đế lên nha cô chú anh chị. Hy vọng rồi sau này sẽ có cây mai đấy đẹp nha. Thôi video mình chia sẻ với cô chú anh chị mình tới đây cũng dài rồi, thôi mình xin kết thúc ở đây nha. Xin chúc cô chú anh chị mình ngày mới và đầu tuần được nhiều may mắn và thành công trong công việc mình nha cô chú anh chị. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha.